Con này đã được vùi lấp bởi những cái hàng cây, bởi những cái hàng cỏ bạn ạ. Thì xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái video là ly kỳ khám phá bí ẩn một con máy xúc đã bỏ hoang nhiều năm các bạn ạ. Thì đằng sau các bạn đây chính là một con máy xúc đã được bỏ hoang nhiều năm, cỏ cây đã mọc rất là tùm rồi. Đây là dòng máy xúc và dòng nhãn hiệu gì? Nếu mà mình biết thì được, thì chắc chắn mình sẽ không đứng ở đây để review và khám phá. Ok, vậy thì mời các bạn cùng khám phá bí ẩn đằng sau con máy xúc đã được bỏ hoang nhiều năm này. Thì đây các bạn ơi, đây chính là con máy xúc đã được bỏ hoang nhiều năm, và phải nói là quá nhiều năm, một con máy xúc cổ đại. Con này đã được vùi lấp bởi những cái hàng cây, bởi những cái hàng cỏ bạn ạ. Thì đây trên tay của tôi là đang cầm một cái theo một cái cây gậy để là tìm đường, để mò vào để tìm xem là cái con máy xúc này thuộc nhãn hiệu gì. Wow, đây các bạn ơi, có thể là nói là nó nằm ở trong một cái rừng cây này. Nó rừng cây quá nhiều quá luôn rồi. Bây giờ cỏ cây đã mọc rất là nhiều. Mới thoạt đầu nhìn cái chiều cao của nó như thế này thì không thể phát hiện được là con máy xúc này nhãn hiệu gì đâu các bạn ạ. Đây, mình đã len lỏi vào đây, quá cao này. Đây. Ở đây thì các cỏ cây này, cây gai, cây xấu hổ rất là cao, nên là phải đi vào rất là khó khăn các bạn. Đây, cái quả gầu này rất là to đây. Quả gầu này thì được 1, 2, 3, 4, 5 cái răng gầu các bạn ạ. 5 cái răng gầu. 5 cái răng gầu, gầu này theo mình tính sơ sơ thì bề ngang này các bạn ơi. Bề ngang này. Bề ngang này cũng khá rộng đấy. Con này chắc chắn là gầu 07 đấy các bạn. Thấp nhất là phải gầu 07 trở lên. Wow. Đây các bạn ơi. Đây. Trông này. Ui giời. Ui giời. Rất là khó khăn để được đi vào đây các bạn ơi. Cái này phải đúng ra là phải đi tầm 2-3 người vào đây thì mới đi vào đây được các bạn. Đấy, như vậy thì mình đã phát quang được một cái đoạn này khám phá các bạn này. Wow, một quả gầu siêu to, siêu khổng lồ nằm ở đây. Đây, rồi bạc ắc đã bay hết ra được các bạn này. Rồi, gạt cái này ra để mình có thể đi vào được này. Đấy, ôi trời ơi, để lộ ra các bạn này. Đây, cái bộ phận bạc ắc này. Ở chữ H này đã rơi hết rồi này. Đấy, xiên xẹo hết rồi này. Đó. Wow, quả gầu siêu to. Bây giờ thì đường vào đây thì rất là khó đi các bạn ạ. Thì mình có thể là lần đi men men theo. Đi men theo nó. Hoặc là có thể là đi thẳng lên trên, trèo lên nóc cần luôn bạn. Trèo lên nóc cần đi. Con này mình nghĩ trèo lên nóc cần đi sẽ dễ hơn. Wow. Trèo lên nóc cần đi sẽ dễ hơn. Đây các bạn ạ. Đây. Đấy. Theo mình là bây giờ cái này nó quá chi là nó mọc cỏ cao. Mà bây giờ thì cái cỏ cao như thế này này, mình đi dưới là không có dao dợ phát thì mình sẽ không đi được. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi thẳng theo cái cần này. Đây, cỏ cây này. Đấy, cỏ cây các bạn thấy nhiều không? Wow, không biết con này đã được bỏ hoang để bao nhiêu lâu rồi mà. Ây chà, ây chà, rất là cao. Đấy, rất tiếc là mình đi này, mình không mang theo là dao, mang theo dọ này hết. Wow. Wow. Đây các bạn ơi, sau một thời gian vất vả mình đã leo được lên trên thân của con này. Đây, nó nằm giữa một cái rừng cây này. Wow, được phủ kín cỏ luôn. Lên đến đây thì mình cũng có thể đoán được cái đời của con máy này khoảng đời nào rồi, nhãn hiệu ở đâu rồi. Đây. Đấy, do ở đây cây cối tùm quá mọc nhiều, mình chọn phương án mình đi thẳng trên cần này đi xuống. Ôi chà. Wow, con này chính là con bản Sonat huyền thoại đây các bạn ơi. Đây, cỏ cây mọc tùm luôn, ngập tràn máy luôn. Wow, ngập tràn máy luôn các bạn. Mình phải đi thật xuống từ từ không à. Rồi, leo lên đây thì mình đã đỡ sợ rồi. Đây, đây chính là con máy đã bỏ hoang nhiều năm các bạn ạ. Wow, đây, tất cả cái phần này nó đã mọc cây cối cỏ tùm. Con này chính là con Solar. Solar, để mình nhìn, con này là Solar 220 các bạn ơi. Đây, cỏ cây đây, lối đi xuống này. Wow. Đây, đây, xích của nó nằm ở đây bạn ạ. Đây, xích của nó đây. Đấy, xích nằm ở đây. Đã dỉ xét hết rồi. Wow. Đây. À, có mỗi cái phần trên nóc máy này thì hiện tại là nó chưa có mọc cây lên được, nên là vẫn còn. Đây, lướt qua sơ qua bạn nhé. Cabin nó mục nát hết rồi. Nát hết rồi. Mình đi đến phần này trước đây. Về phần động, về phần motor quay toa đây các bạn ạ. Đây, motor quay toa thì đã chuyển sang màu dỉ xét rồi.
máy lâu không nổ bỏ hoang đây, nằm trông này. Cái này rẻ đây. Leo được máy này vào thật cẩn thận nhá, tránh trường hợp là rắn riết ở trong này nó chui ra. Đấy, motor di chuyển cũng khá còn rất là đẹp mọi người, bỏ hoang rất là nhiều năm. Tất cả các chi tiết đã mục nát hết rồi. Đằng sau này họ đai cho thêm đối trọng nó nặng hay sao cơ. Đấy, đai đối trọng nặng. Rồi, mình thử ngó là động cơ con này hay là không biết cái này có dở lên không. Wow, rất là nặng các bạn ạ. Hiện tại thì mình không có cái gì chống lên được, bắt buộc là mình một tay mình phải giữ cái nắp capo và một tay mình phải quay được các bạn này. Không, hiện tại không có cái gì để có thể chống được cái này lên được này. Rồi, tuy thì nó đã bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ cây nó mọc lên rất là nhiều rồi, nhưng mà có thể nhìn sơ qua thì máy móc của những cái năm về trước cũng khá là đẹp đấy các bạn ạ. Phần bên tay trái các bạn, đây là két nước này, nên két làm mát này. Đây là các như là motor phát điện này, ủ đề này. Con này máy 6 này, 1 2 3 4 5 6 6 máy này. Không có turbo các bạn ạ. Đây không có turbo nhá. Đời này con này không có turbo. Wow. Con này chia ra từng mỗi máy sẽ có một nắp trục khác nhau, động cơ Daihu. Con này chính là những con năm đầu này các bạn này, con Solar này. Solar huyền thoại, con này máy xích, không phải máy lốp. Wow. Được che đậy bởi một cái nắp capo nên là con này cũng rất là xịn sò đấy các bạn ạ. Wow. Tuy cái bề ngoài nó hơi kém nhưng mà bề bên trong thì tất cả động cơ các bạn có thể thấy không, cũng còn rất là đẹp đấy. Đây, bây giờ mình tiếp tục hạ nắp capo xuống khám phá các bạn. Đấy, nó rất là nặng các bạn ạ. Wow, rất là nặng. Đây, cabin đây thì đã được mục nát hết rồi. Này, mục nát này. Đấy, đây, cỏ cây này. Wow. Đây, cỏ cây. Đấy, cỏ cây phủ hết đây. Đây, phủ hết cỏ cây này. Đây thì các bạn phải dùng cái cây này, các bạn đẩy này hết đi. Đó, đẩy hết đi này. Ở đây thì những nước sơn này trải qua nhiều năm tháng này, nó đã bị chóc hết rồi này. Đây, nó nhả hết ra rồi. Đấy, nhả hết ra. Con này thì có cái quả cabin rất là xịn sò nhá. Quả cabin có thể chui từ trong này chui vào. Đây, quả cabin này. Ui à, mình đã chui được vào đây. Ui, còn nguyên một cái răng gầu luôn. Còn một cái răng gầu khá to luôn các bạn này. Ấy, màn hình thì đã bị tháo mất. Chân di chuyển này. Rồi, tất cả ở đây thì đã bị mục nát hết rồi. Nát sạch sẽ đây. Cỏ cây uông tùm ở phía trong. Đấy, uông tùm luôn. Wow, tất cả này. Cũng còn chìa khóa nhưng mà giờ không có bình, không có biết gì ở đây, không bật. Chìa khóa này là vô dụng, vô nghĩa rồi. Đây, đã cụ đã mục nát hết rồi. Wow. Đây, dỉ xét hết rồi các bạn ạ. Con này mà đưa về phục hồi cũng khá là tốn kém đấy. Ở đây là một cái dòng máy mà ngày xưa ai đã từng lái cái dòng này thì cũng đã từng hiểu về cái con này. Con này người ta hay gọi là bản Sonat huyền thoại, hay còn gọi bản Sonat anh dưới anh trăng đấy. Cái dòng này thì làm rất là bền thì các bạn ạ. Đấy, nhưng mà ở đây thì do là không, chắc nhu cầu không sử dụng nữa nên người ta đã bỏ ở đây. Ui, rất là vất vả khi mà để leo được lên cái con này các bạn ơi. Đây, hiện tại thì nó đang bị bỏ hoang, nằm trong một cái cỏ. Thì nếu cứ tính theo hiện trạng như này mà ở cái phần cỏ này nó mọc lên thì các bạn này, thì sau này sau một khoảng thời gian thì con máy này sẽ bị toàn bộ cỏ này lấp hết. Thì nếu như mà không phát đi thì con này đảm bảo trong vòng 1 đến 2 năm tới nó sẽ trùm kín máy luôn các bạn. Đấy, trùm kín máy đây. Tất cả hiện tại cỏ đang bao bọc, đang mọc hết lên như thế này. Rồi, mình sẽ tiếp tục là tiến hành đi một vòng xung quanh con này xem là con này có gì hot không. Wow, bỏ hoang như thế này rất là phí đấy các bạn ạ. Đây, mỗi bộ cái bộ phận này thì là đây, cái dấu hiệu này là có cỏ, có cây mã mọc đã leo lên đây rồi này, nhưng mà chắc là leo lên đây không có gì ăn nên là đã bị khô, bị héo hết rồi, đã bị khô và bị héo. Ô, rất là xịn sò. Đây, bây giờ mình sẽ kiếm một cái đường để mình đi leo xuống, đi dọc xung quanh thân máy để xem là
cái con máy này bỏ hoang có cái gì đặc sắc không? Quá phí các bạn ạ. Những cái năm ngày xưa mà ai mà sở hữu được cái dòng máy này thì chắc chắn là toàn là những công ty hoặc là những người có điều kiện mới sử dụng các bạn ơi. Đấy. Mình đứng phía này thì mình có thể nhìn thấy các bạn không? Từ cái phần gầu đến phần thân cần đến phần máy đây đã bị bao bọc, đã bị che lấp, che phủ bởi một cái hàng cỏ. Đây. Giờ mình sẽ đi và lùng ra phía đằng sau máy để xem nào. Tìm trong khám phá cái phần đuôi con này. Đây các bạn ạ. Wow. Giữa ánh nắng mặt trời đây. Đây các bạn ạ. Wow. Lấp ló đây. Lấp ló từ phía kia là một con máy cũng đây. Chính nó đây. Đây chính là con Solar 220 đây các bạn ạ. Wow. Solar 220. Đây cái cửa bên hông đây. Ấy chà. À. Các chi tiết này đã bị mục nát hết rồi. Đây sàn xích này. Đây. Sàn xích đây đã bị che phủ hết bởi cái nắm cỏ này. Đấy. Hiện tại mình đây, mình sẽ phải phát này đi. Đấy, cái gầm này thì bạn này, gầm này thì do là bị che nên là con này nó không thể là đi vào đây được. Cỏ không mọc được. Đó, wow. Đây. Tất cả ở đây. Wow, chui vào giữa một cái rừng rậm này mình cũng khá là hồi hộp đấy. Rồi. Từ các phần ga lê đã bị mục rỉ sét hết rồi. Rồi, rơi ra bóc ra từng mảng này. Ui rồi. Bóc từng mảng rồi các bạn. Đây. Từng mảng này. Đây, đậu quá lâu rồi. Từng này từng mảng này. Đấy. Đây phần chassis thân máy đây cũng vậy. Trên này đã mục hết nát hết rồi. Ok. Tiếp tục mình sẽ phải phát cái đống cỏ này để mình có thể đi ra đằng sau thân máy này. Đây, đằng sau đuôi máy đây. Ấy chà. Khá là khó khăn để đi qua đây các bạn. Đấy. Mình sẽ phải len theo cái hàng cây này. Cỏ mọc quá cao. Đấy. Đấy, mình đã sang được cái mặt bên hông của con máy này. Bây giờ là tiến hành phát thêm cái cỏ này để có thể đi sát vào trong đấy để xem được. Đó. Đấy. Các bạn thấy không? Mình phát hết toàn bộ cái cỏ này đi thì mình mới có thể đi vào trong được. Đấy. Wow. Đây. À. Mình phát đi. Đấy. Các bạn ơi, đây chính là bên hông của nó. Khá là vất vả để mình có thể dọn được cái cỏ này để mình đi vào chỗ này để khám phá này. Đây, tổng thể con Solar đít vuông. Vẫn còn cái ổ khóa này. Vẫn còn một cái ổ khóa. Vứt tạm vào đây. Ây chà. Cái này không mở được ta. Rồi. Như vậy cũng đã mở được. Wow. Tuy đã bị bỏ hoang nhiều năm nhưng các bạn có thể nhìn thấy boe đây, hay còn gọi là lọc gió. Cái phần này là bơm đây, bơm thủy lực của nó đây. Bơm dài. Xịn sò chưa ạ? Wow, khá là xịn sò. Nhưng mà cái phần này đã mục hết rồi các bạn. Dây ga, dây gear rồi đây. Đã bị mục hết rồi. Đây. Phần bơm này. Wow. Và rất nhiều, tốn rất nhiều công sức mới mở được cái này. Đây. Bây giờ mình sẽ leo phần xích đây các bạn. Cabin đây. Cabin của con này thì đường vào cabin đây đã bị che phủ hết bởi một cái lớp lớp cao khá là cao. Đấy. Đây. Quá tốt, không thể đi vào được nữa. Cái phần đến cái phần này thì nó tốt quá, nó cao, cỏ cao quá nên là mình không có thể đi vào được. Nên phải đứng ở đây thôi. Cái chỗ này thì mình cần phải dùng cuốc, dùng xẻng hoặc là dùng dao mình phát đi thì mới có thể đi vào được. Đây. Tất cả các chi tiết này đã bị mục nát hết rồi. Đây. Đây. Đấy. Đấy các bạn này. Đây, cabin đây. Đấy. Mình sẽ phải leo lên cái phần này. Đó, mình đã leo vào được tới đây. Đây, thì
thì hồi nãy cái cabin này mình có đi từ cái lối bên trên này mình đi vào à, nên là mình sẽ không mở đằng trước này nữa. Vì đằng trước này thì cái cỏ cây này này nó đã ăn vào trong cái sắt xi này và nó đã leo lên nóc rồi, rất là khó để giật ra. Đây. Đây, rất khó để giật ra. Đấy. Ôi giời. Đấy, mất khá nhiều thời gian để mình có thể mở đường dẫn lối để đi vào cái con máy này. Đây bạn. Wow. Quá phí đúng không ạ? Tất cả các chi tiết này. Wow, bỏ hoài. Đấy. Đã bỏ rất là lâu như thế này rồi thì rất là tiếc. Những con máy của những năm đầu các bạn. Đấy. Wow. À, và sau khi đi vào thì mới phát hiện là con này nhãn hiệu của Sola, nhãn hiệu 220 các bạn ạ. Mất một khoảng thời gian khá lớn để vào đây. Ê chà. Rất chi là nóng. Đây. Thân đuôi của nó len theo. Đó. Được bao bọc bởi quanh một cái rừng cây thế này. Như vậy thì sau một thời gian vất vả thì mình cũng đã review và khám phá xong con máy xúc đã được bỏ hoang nhiều năm này các bạn ạ. Cỏ cây đã mọc rất là tùm, các chi tiết các thiết bị đã được mục nát rất là nhiều rồi. Đấy. Khá là vất vả mới có thể là khám phá được xong con máy này. Video của mình ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy chia sẻ video và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để mình sẽ có nhiều video khám phá hơn nữa. Kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.